Chúc mừng các bạn là một cái sản phẩm xe tải van 5 chỗ của nhà máy ô tô Chiến Thắng. Nó có tên gọi là Kenbo, tải van 5 chỗ trọng tải là 650 kg. Chiếc xe này là những chiếc xe, một trong những chiếc xe tải van rẻ nhất hiện tại đang có trên thị trường. Nó là 5 chỗ nha, và phiên bản đời mới này là phiên bản 2020. Mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về cái đời 2020 này, nó sẽ có những cái gì khác biệt so với những đời 2019 trong cái video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kenbo Meeting. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay mình sẽ trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải van Kenbo 5 chỗ đời 2020. Nó có một vài cái điểm đặc biệt so với những chiếc xe Kenbo đời 2019. Và trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Trước tiên này, về cái vẻ bên ngoài, các bạn nhìn đầu tiên các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt, đó chính là về cái tem. Thì cái sản phẩm này tem đã được thay đổi bằng tem hai màu như này. Trước đây ở đằng trước này thì nó sẽ không có cái hệ thống tem như này đâu. Đấy, Chiến Thắng với ISO này. Và tên sản phẩm, trước đây nó chỉ có tên sản phẩm nó trước cái thôi, nó không có cái logo màu cam và màu bạc như thế kia. Đấy, thì đây chính là một trong những cái điểm khác biệt đầu tiên khi mà chúng ta nhìn thấy vẻ bề ngoài rồi, là chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Và cái ngoại hình thì sao, cũng không khác biệt gì cả, chúng ta vẫn có cái logo Kenbo được lắp ở trên lắp capo như thế kia, cái logo của nhà máy Chiến Thắng ở bên dưới. Ngoài ra thì hệ thống lấy gió, rồi hệ thống đèn pha bằng halogen vẫn được giữ nguyên, hệ thống đèn phá xương vẫn giữ nguyên, không khác gì cả. Đấy. Ở bên này chúng ta cũng nhìn thấy cái hệ thống tem đó này. Hệ thống tem đã khác biệt hoàn toàn so với đời cũ. Ngoài ra thì chúng ta vẫn tìm thấy một cái logo 1.3 lít ở bên rìa như này, như các phiên bản 2019. Thế đó chính là cái động cơ, nó là cái trái tim của cái sản phẩm này. Động cơ 1.3 lít sản sinh ra công suất cực đại ở 65 kW, ở 6.000 vòng quay, tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 6,5 lít cho 100 km. Đây là một trong những sản phẩm tiết kiệm nhất. Cái động cơ này vẫn đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 như những chiếc xe khác đang có trên thị trường. Chúng ta sẽ đi cùng đi tìm hiểu một cái khoang đá đi. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu khoang chở hàng trước. Ở đằng sau vẫn có cái logo Euro 4 và cái logo của nhà máy Chiến Thắng như bình thường, không khác gì cả. Đấy, ở đây chúng ta sẽ thấy một cái điều khác này. Chúng ta sẽ thấy một cái mũi tên này, các bạn nhìn thấy không? Đây, có điểm mới là một cái mũi tên này. Đấy, cái mũi tên này thì cho hướng dẫn chúng ta là mở bằng cách nào. Chúng ta cho tay vào, chúng ta mở lên, đó. Hệ thống sàn vẫn được giữ nguyên so với đời 2019. Tấm chắn điều hòa vẫn đẹp như những cái chiếc xe đời 2019, không khác gì cả. Chúng ta vẫn có cái hệ thống sàn bằng hợp kim hai lớp ở bên dưới, và trên nó có một cái lớp cao su. Chúng ta sẽ xem qua một chút về cái cabin nội thất. Thì cái sản phẩm này nó đã cải tiến rất nhiều trong khoang nội thất. Đặc biệt đó chính là cái đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy, đó chính là cái ghế da. Là một cái sản phẩm mà chưa tới khoảng 230 triệu mà chúng ta đã có một cái ghế da chính hãng như thế này, là một điều cực kỳ tuyệt vời. Và Kenbo đã lắng nghe khách hàng điều đó, chúng ta đã làm một cái xe có một cái ghế da chính hãng như thế này. Cả hai bên nhá, cả trước cả sau đều có ghế da. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ghế da màu be rất là đẹp. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái hệ thống camera, màn hình Android, camera lùi, camera hành trình rất là đẹp ở trên cabin như thế này. Đó, màn hình camera Android tiếng Việt, gọi được điện, xem được phim 4G. Đó, thì đó là một trong những cái điểm đặc biệt. Nói đúng hơn là cái điểm này các bạn chỉ tìm thấy được ở Kenbo Mỹ Đình. Đấy, các bạn không tìm thấy được các cái nơi khác. Đằng trên này các bạn sẽ nhìn thấy này, cái hệ thống camera trước, camera hành trình được lưu lại đằng sau như thế này. Đó, nó không bị gắn trong gương như những cái sản phẩm khác. Rồi, một chiếc xe này đã đầy đủ với cái hệ thống trợ lực đáy điện, kính điện, khóa điện, tất cả mọi thứ đã được tự động hóa hết rồi. Là một cái sản phẩm mà bán rất là chạy trong năm 2019, 2020 này, thì Kenbo là một những cái sản phẩm không thể thiếu trong cái bộ sưu tập mà các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải van tốt nhất, một chiếc xe tải van rẻ nhất, và một chiếc xe tải van là được lòng người dùng nhất. Hãy để ý đến cái sản phẩm này nếu các bạn quan tâm đến nó. Hãy gọi cho mình 0987 3322, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn về cái sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Chân thành cảm ơn.